Mom. Hmm? I'm being walk over there. Yeah, walk there. Đây là bãi đầu xe. Đi vô đây mua đồ cho phòng ngủ Bella mà không thấy có cái gì giảm giá hết. Đang đi săn lùng đồ giảm giá mà không có đồ giảm giá. Giấc này cái gì mà nó có thể giảm giá được mà nó giảm giá rẻ lắm. Mua đồ cho phòng ngủ của cục cưng. Hai cha con đó kìa. Dễ thương chưa? Bella con đi đó, coi chừng té nha con. Chật cục đá là té đó. Cẩn thận đó. And mom, this is the mat. Cẩn thận nha, chật cục đá là té đó nha. Hai công chúa của mẹ. Ai là công chúa của mẹ? Là giống công chúa của mẹ quá nè. Dễ thương quá nè. Cài tóc nhìn giống như người lớn vậy đó. Giỏi lắm, chừng có nguyên một cái to như vậy mà giỏi lắm, chừng có 20 người khách trống, cỡ chừng 20 chiếc xe cho nó ế thê thảm. Sao ba còn chưa chịu về nữa ta?